sinh đi kiểm tra cho một cái trại là thiếu đi về vào tuổi chưa trễ lắm chưa trưa thì mệt ở gần ngã tư một quán cà phê để chúng tôi đặt mối một cái xe tăng đi qua từ trước tất cả chúng tôi đứng dậy chào theo bóng đạo nhưng gặp một lỗi lúc bây giờ là đỏ tôi lên xe ta vẫn đứng lại và tôi vẫn chào nghiêm cho đến khi đèn xanh xe tăng đi khỏi rồi chúng tôi mới thôi và ngồi xuống. Chủ tiệm cà phê và cả quán cà phê đã cũng ngạc nhiên tới hỏi tôi đám tang là của ai đấy. Tôi bảo tôi đâu biết đâu, họ không biết sao mới chú chào. Tôi bảo rằng tôi chào để tôi cảm ơn họ, tôi chào để tôi trân trọng tín đưa họ được một chút. Họ bảo rằng chú không quen biết gì sao cảm ơn. Tôi cảm ơn, cảm ơn bởi vì họ đã đến trên đời này. Tôi không biết người này là nam hay nữ, già hay trẻ, nghề nghiệp gì. Tôi cũng chẳng biết rằng cái này đem đi chôn hay hỏa thiêu. Nhưng tôi cảm ơn là bởi vì họ đã hiện diện trên cuộc đời này. Tôi cảm ơn bởi vì ngày hôm nay họ ra đi, họ nhắc cho chúng tôi một điều. Cuộc đời này tất cả đều bỏ qua một bên hết, chỉ có một cõi đi về. Cõi đi về không mang bất kỳ một thứ gì, chỉ có một thứ duy nhất mà mang theo, đó là tấm lòng. Bài tin mừng hôm nay, ông Lazaro đã chết 4 ngày. Cái chết đó đáng trân trọng cho từng người chúng ta, bởi vì tin rằng trong một nhiệm phục sinh của Kitô, con người có chết cũng sẽ sống lại cả hồn cả xác. Chúng ta càng trân trọng hơn một cái chết của con Thiên Chúa, cái chết trần truồng trên thập giá, cái chết đó để mở đường cho một cuộc phục sinh bất diệt, một cuộc phục sinh chiến thắng sự chết, một cuộc phục sinh để cứu độ nhân loại. Và ngày hôm nay, trưởng Giuse Trần Văn Lượng, chúng ta đến đây trân trọng cảm ơn, cảm ơn sự hiện diện của một người con, của một con người, cảm ơn sự hiện diện là một người chồng, người cha, người ông trong gia đình, cảm ơn là một người trưởng đã cống hiến cho phong trào hướng đạo Việt Nam. Chúng tôi tất cả anh chị em hướng đạo xin trân trọng cảm ơn, và đặc biệt cảm ơn và tiễn đưa như là một sự trân trọng để nhắc nhở cho chúng tôi biết rằng cuộc đời này danh vọng, địa vị, quyền thế, tiền bạc chẳng là cái gì, chỉ có một điều duy nhất, đó là tấm lòng cống hiến cho hạnh phúc của các em. Và đó là con đường mà Đức Giêsu đang dẫn mỗi người chúng ta. Chết không phải là hết. Theo Giatago diễn tả cái chết như là một người mẹ đưa đứa bé từ bầu của bên này qua bầu của bên này đầy sữa hơn. Đối với Công giáo, chết là bắt đầu bước vào cõi vĩnh hằng, là sự sống muôn đời. Và ngày hôm nay trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta tiễn đưa trưởng Giuse Trần Văn Lượng từ cái cõi đời này vào trong sự sống của cái cõi đời bình an, hạnh phúc và ân sủng của Thiên Chúa. Xin tình thương của Thiên Chúa đưa trưởng Giuse Trần Văn Lượng vào trong tấm lòng yêu thương của Ngài, và cũng xin tình thương của Chúa qua lời cầu bầu của Ngài Maria, Thánh cả Giuse an ủi những và chúc lành cho tang quyến những người còn sống luôn được bình an và tin tưởng rằng
chúng ta đang hướng về quê trời, nơi có cuộc hội ngộ trong tình yêu của Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho phong trào, cho tất cả các trường của muôn thế hệ đàn em, đàn con, đàn cháu cũng noi gương trưởng Giuse Trần Văn Lượng để cống hiến đem lại cái hạnh phúc cho các em. Đó là niềm vui của chúng ta, đó là hạnh phúc của những người thứ.